nghĩa bài này nó đó. Thì đây là chúng ta nói cái con HB có nghĩa là cái con đây, con HB này các bạn, con HB là một cái con xoắn quẩn mà nó ra âm, cái tên đầy đủ của nó là Helicobacter pylori. Thế là người ta mới lấy cái chữ H với chữ B để người ta nói về nó đó. Thì cái con này các bạn biết sao, điều trị nó không thể dùng một kháng sinh được. Hồi xưa người ta chỉ dùng có mỗi cái clarithromycin thôi, uống một tuần là hết. Bây giờ uống như vậy không hết nữa, cho nên sắp tới đây thầy sẽ có đây các vị trí đau của các bạn thấy không, đau ở những cái vị trí này chúng ta hay đau. Vô sao đây xài hay là cái xét nghiệm mà nó có hai dạng xét nghiệm các bạn. Cái nội soi á mà người ta đưa cái camera vô qua cái cú họng người ta vô trong dạ dày á, người ta gọi đó là cái xét nghiệm xâm lấn. Còn cái xét nghiệm mà hiện nay người ta gọi là thở bong bóng các bạn, thì là nó là nhóm xét nghiệm không xâm lấn, có nghĩa là chúng ta không có đưa cái vật đưa camera vô cái việc bao tử của bệnh nhân chúng ta gọi là nó là dạng không xâm lấn. Thì đó là hai cái xét nghiệm đó, các bạn coi hai cái xét nghiệm nha. Còn cái thuốc để điều trị thì các cái nhóm thuốc trung hòa axit nó được gọi là antacid, còn cái nhóm mà ức chế thì axit nó là nhóm PPI, nó là proton pump inhibitor, là nhóm ức chế bơm proton các bạn. Thì các đại diện của nó là omeprazole, nó có cái đuôi là prazole các bạn, omeprazole, pantoprazole, esomeprazole, lamentrazole và đó, đại khái là mấy cái nhóm đó. Thì tí nữa chúng ta sẽ nói về cái nhóm ức chế bơm rổ tông này này. Cái bơm rổ tông này ở đây có nghĩa là bơm axit cho các bạn, có nghĩa là cái nhóm thuốc này nó ức chế tiết axit để vô trong dịch vị để nó giảm cái độ cái vết, tại vì khi mà viêm loét như vậy mà cái axit tiết vô nhiều thì nó sẽ gây cái gì các bạn, nó gây viêm loét nặng hơn. Và nhóm thứ ba là nhóm bảo vệ như mặt dạ dày, dạ dày thì nó gồm có cái hợp chất của bismuth và sulfat, và các cái nhóm thuốc diệt HP là nó có cái phác đồ đó. Nói chung là như vậy đó. Chúng ta thấy nhóm nhóm gì, nhóm trung hòa axit dịch vị thì ở đây ta thấy có chữ gì các bạn, phốt pha lu, thì có nghĩa là trong công thức nó có gì các bạn, phốt pha alumina là nhôm và là cái dạng gel. Các bạn thấy cái công thức của nó là gì đó, nhôm và PO4 là nhôm phốt pha. Thì cái này cái nguyên tắc sử dụng những cái dạng trung hòa axit dịch vị thì chúng ta cứ dùng là trước ăn 2 giờ hoặc là trước ăn 1 giờ, sau ăn 2 giờ hoặc là xuất hiện cơn đau thì chúng ta dùng cái vậy. Đó là cái chế phẩm nổi tiếng là cái phosphalugel các bạn. Rồi.
ở đây chúng ta thấy là gì, ta có những cái lưu ý cho chúng ta khi xài á những cái chia này à. Đó, những cái lưu ý khi xài cái nhóm acid này đó. Ở đây có một cái nhóm là sẽ nói là gì, không dùng lâu dài vì có thể gây nhiễm kiềm. Và cái antacid nó chứa thì ông gì, magie, canxi, nhôm, cho nên nó sẽ làm giảm hấp thụ một số thuốc của nhóm quinolone. Vì hai cái nhóm này quinolone và tetra thì nó gặp cái kim loại mà hóa trị 2-3 thì nó sẽ gây ra cái phức các bạn, tạo phức. À. Còn cái simeticone là một cái chất là mất bọt đó. Đó này giờ. Thì ở đây người ta mới nói là sự phối hợp antacid với simeticone giúp làm giảm lượng khí trong dây rất hiệu quả. Đó. Đó, dạ thầy ơi, dạ thầy ơi, hình như cái màn hình nó đứng yên đúng không thầy? Nó đang chạy á bạn, nó đang chạy á. Bạn thấy nó dạ, lên em... đó. Em với bạn Hoàng thấy vẫn ở buổi 8 là cái slide đầu tiên ạ. Sao bạn? Dạ đúng rồi thầy, à, có nghĩa là slide của thầy chưa có chạy thầy, nó nằm im ở chỗ buổi 8 thôi thầy. Ủa, bạn đi hả, chưa chạy hả? Ở trên màn hình thì các bạn thấy hiện nay thầy đang chiếu là thuốc ức chế bơm rổ tông á, có phải cái màn hình đó không các bạn? Dạ không thầy, nó nằm ở lý thuyết sử dụng thuốc buổi 8, thuốc điều trị viêm lết vậy. Để. Các bạn đợi tí nha. Các bạn nhìn thấy chưa? Mình chưa chia sẻ. Các bạn nhìn thấy chưa các bạn? Dạ giờ mới thấy. À bây giờ mới thấy hả? Rồi để thầy đi tiếp một cái phần cái này qua rồi. Bây giờ là qua cái xét nghiệm rồi. Bây giờ chúng ta đến cái nhóm mà qua cái nhóm này rồi. Bây giờ chúng ta đến cái chế phẩm chế bơm đồ tông này các bạn. Chế bơm đồ tông này á là cái nhóm mà hiện nay nó nằm trong cái phác đồ để điều trị cái con HP đó chị, các anh chị. Thì đây là người ta gọi là ức chế tiết axit, ức chế bơm đồ tông, là nó tên tiếng Anh của nó là proton bơm inhibitor. Thì cái proton ở đây các bạn hiểu nó là H cộng, là axit bơm, nó là cái bơm, còn inhibitor là ức chế, cho nên mình mới gọi nó là nhóm PVI là PVI đó các bạn, và nó là nhóm ức chế bơm đồ tông. Thì nó thuộc loại gì, nhóm thuốc kháng tiết axit dịch vị mạnh nhất hiện nay. Thì có một số lưu ý là chúng ta xài như thế nào, chúng ta xài vào lúc trước khi ăn 30 phút. Đó. Thì có một số cái vấn đề xảy ra là như thế này, khi xài cái này một thời gian dài đối với người cao tuổi thì nó dẫn đến cái nguy cơ gì, là nếu mà chúng ta xài, thí dụ chúng ta đang xài ôme đối với người lớn tuổi, là đặc biệt phụ nữ đó các bạn, xài trên một năm một ngày một lần, thì cái PVI mà chúng ta đang nói, chúng ta đại diện là cái nhóm ôme á, thì nó sẽ làm sao, làm giảm hấp thụ canxi. Nó giảm hấp thụ canxi thì một thời gian dài đối với các chị em phụ nữ mà sau khi mãn kinh nó đã